Voi mammut tên khoa học là Mammuthus, một loài voi cổ đại đã bị tuyệt chủng. Chúng tồn tại vào khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Voi mammut có bộ lông dài gần 50 cm, rậm rạp hơn loài voi bây giờ, có ngà dài và cong, răng voi mammut rất dài. Cong quặp vào trong, dài nhất lên đến 5 cm, răng lớn, sắc cạnh, thích hợp cho nghiền nát cỏ. Mammut có chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau, vai nhô cao, chân chỉ có 4 ngón, kém 1 ngón so với voi hiện nay. Voi của voi mammut có 2 chỗ lồi giống như ngón tay, một ở phía trước và một ở phía sau, giúp chúng dễ dàng túm lấy cỏ. Da màu đen, nâu và nâu đỏ, lông vàng, cao từ 3 đến 3,3 mét. Theo các nhà khoa học, voi mammut tồn tại ở thế Pliocene, thế Thượng Tân, khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Trước khi bị tuyệt chủng, loài voi này sống trải đều trên trái đất trong giai đoạn cuối kỷ băng hà. Theo nhà cổ sinh vật học người Đức, giáo sư Ralf Dietrichan, duy nhất loài bò rừng Bison Briscus có phạm vi phân bố rộng như loài voi mammut trong thời kỳ cuối của kỷ băng hà. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng voi mammut to nhất có thể là loài voi mammut lông đen tại Siberia. Loài mammut này không phải là của những con voi bản địa, mà là những con vật khổng lồ có nguồn gốc châu Mỹ. Voi mammut lông đen từng ngự trị trái đất trong hơn nửa triệu năm, khắp từ châu Âu, châu Á đến Bắc Mỹ. Loài vật khổng lồ thuộc kỷ băng hà này biến mất khỏi Siberia 9.000 năm trước, mặc dù voi mammut sống sót trên hòn đảo Renzo thuộc Bắc Băng Dương cho đến khoảng 3.700 năm trước. Voi mammut có thể nặng đến hàng chục tấn. Cho đến gần đây, người ta cho rằng con voi mammut cuối cùng biến mất ở châu Âu và Nam Siberia vào khoảng 12.000 năm trước đây. Tuy nhiên, có những khám phá dẫn đến kết luận là chúng còn sống ở đó khoảng 10.000 năm trước đây. Không lâu sau đó, voi mammut cũng biến mất khỏi Siberia. Một nhóm nhỏ còn sống ở đảo Pau cho đến 3.750 trước công nguyên và những con mammut nhỏ của vùng đảo Renzo sống đến 1.650 trước công nguyên. Những nghiên cứu mới đây về trầm tích tại Alaska cho thấy voi mammut còn sống ở lục địa châu Mỹ cho đến 10.000 năm trước đây. Cho tới nay, người ta vẫn chưa thể giải thích dứt khoát tại sao voi mammut bị tuyệt chủng, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng có thể do thời tiết nóng lên khoảng 12.000 năm trước đây. Rồi sau đó các tảng băng tan ra và thụt ra biển khiến cho mặt biển dâng lên, rừng rú bị thay thế bởi đồng cỏ trong lục địa. Môi trường sinh sống của voi mammut cũng do đó mà bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán bởi trong nhiều giai đoạn ấm đã xảy ra trong kỷ băng hà trong nhiều triệu năm nhưng không gây ra tuyệt chủng cho loài sinh vật này. Do đó, chỉ khí hậu không đóng vai trò quyết định duy nhất cho sự tuyệt chủng của voi mammut ở đây. Sự xuất hiện của những thợ săn thiện nghệ ở lục địa Á Âu và châu Mỹ vào khoảng thời gian sự tuyệt chủng xảy ra có thể đóng vai trò lớn lao khiến voi mammut biến mất. Voi mammut tuyệt chủng do khí hậu thay đổi hay bị con người săn bắt quá độ vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. Một giả thuyết cho rằng voi mammut có thể bị mắc phải một chứng viêm vi trùng. Hay một giả thích hợp lý cho sự tuyệt chủng của voi mammut là do khí hậu kết hợp với bị con người săn bắt. Con người đã từng bắt đầu tiêu thụ thịt voi mammut khoảng 1,8 triệu năm trước đây. Có dấu hiệu ở Ukraine cho thấy con người xây nhà dùng xương voi mammut. Theo Viện Khoa học Sinh học tại Mỹ khám phá ra rằng xương voi mammut chết nằm lại trên mặt đất và sau đó bị các con voi mammut khác dẫm lên cũng mang những dấu vết tương tự như là bị người ta làm thịt.